Ngoài số cây cảnh ở ngoài trời và trên sân thượng, nhà anh Lưu Quốc Long, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trong nội thất của anh còn rất nhiều những cái đồ gỗ, gỗ lũa, gỗ mỹ nghệ, các loại gỗ quý hiếm. Được phép của anh, phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh sẽ chia sẻ những tác phẩm gỗ cảnh trong gia đình nhà anh để chúng ta cùng thưởng thức. Mà anh Long ơi, có khi anh đến đây anh đứng cạnh giúp Đỗ Sinh tí, để khi ống kính của Đỗ Sinh soi đến tác phẩm nào thì anh có thể giới thiệu với mọi người là thứ nhất có hai vấn đề anh phải giới thiệu. Một là chất gỗ bằng chất liệu gì và tên của tác phẩm, ví dụ như thế này. Vâng, đây là chiếc bình phu thê chất Vâng. liệu bằng gỗ hương, Bình bình phu u hương. thê. Vâng. Bình phu thê bằng gỗ hương, vậy toàn cảnh của nó phải là như thế này đây. Đó là một bình cao Hai bình bình thấp chính nhá. Vâng. và bằng gỗ hương. Chúng ta vừa thưởng thức xong những tác phẩm thứ nhất. Liền. Vâng. Là một liền liền khối Liền khối ấy. Thế còn tác phẩm này ạ? đây là dê. Vâng. Cụ dê. Cụ dê. Vâng. À, thì mình nói trọn vẹn hơn nữa gọi là dê cụ. Vâng. Gỗ Dê cụ bằng chất liệu gỗ gì anh? hương. Cũng bằng gỗ hương. Đấy. Thế còn đây là một số những cái lựa bình. Đẹp thế nhỉ? Nó có bảo các cháu đã bóng. Đây anh. Đây là cá nhà ngọc, cá chép nhà ngọc. Cá chép nhà ngọc. Vâng. Vâng. Cũng bằng gỗ hương anh. Vâng, bằng lưu hương. Lưu hương ạ. Vâng. Vâng. Cá vượt ngũ môn. Đây ạ. Vâng. Cá vượt vũ môn. Ngũ môn ạ. Ngũ môn đấy. À. Ngũ môn là cửa. Ngũ môn. Tức là vượt qua năm cửa Vâng. để Ngũ môn là năm cửa. Vâng. Nhưng mà đây Cá vượt thì đạt đấy. có cái biểu hiện gì là về về năm cửa không anh? Không, cá vượt vũ môn. Vũ môn chứ. Vũ môn. Vâng, tôi nói là Vũ vũ môn thì anh bảo môn chứ không phải là đấy. vâng. Đây cá vượt vũ Vũ môn. môn mới mới Vâng. mới ấy chứ. Câu Cá đầu tôi môn nói thì là vũ vũ môn môn. mà. Và vũ môn thì năm cửa thì thầy này Vâng. về đó về về ngũ hành sự Vâng. ngũ hành Vũ vượt môn qua. là cá vượt năm cửa ải của sự mưa gió, thiên nhiên khắc nghiệt. Thế còn thì, ngũ môn thì lại trở thành thành cửa rồi. Vâng. Môn là cửa mưa, gọi là cái qua cửa ải chén mưa Thế còn đây ạ, tác phẩm này anh. đây là Cụ tế công ạ. công. Vâng, bằng chất Bằng liệu lưu gỗ gì hương. anh? Lưu hương. Bằng lưu hương à? Vâng. Cái này ạ. Vâng, đây là tác phẩm, đây là đào chỉ. Đào chỉ ạ. Vâng. Vâng, bằng chất liệu gì anh? Gỗ hương ạ. Gỗ hương. Vâng. Đây tác phẩm mà có hai ngà voi đây Tây Ninh, bộ Tây Ninh. bộ tứ linh ạ. Vâng, một Vâng. bộ võ đạo. Tứ linh thì anh gọi tên của tứ linh. Vâng. Gọi Long Long Ly Ly Quy Quy Phúc. Phương. Long Ly Quy Phúc. Vâng, Long Vâng. Ly Quy Phúc. Vâng. Bằng gỗ gì anh? Dạ, bằng gỗ gõ đỏ. Gỗ đỏ. Ai dạ. Gỗ đỏ đặc biệt đấy. Gỗ cà tè đấy, Vâng người vâng. ta gọi là gỗ cà tè. À, chúng ta chiêm ngưỡng kỹ cái bức này coi. À, tôi hơi tò mò một tí, thực ra là tôi cũng muốn hỏi anh thêm một câu ngoài lề này, anh thông cảm nhé. À, ví dụ như bức này mà một người nào đó người ta yêu thích, người ta muốn bê ra khỏi gia đình nhà mình thì phải gửi lại anh bao nhiêu tiền? Chắc là khoảng tầm 300. 300 triệu. Dạ vâng. Vâng.
Thế hay nhỉ. Thế tôi giờ túi tôi mới có 297. Hay quá, cái bộ đẹp thật. Đây là một cái bình. Di Lặc. Và cụ Di Lặc. À, bình này bằng gỗ gì anh? Cái này cũng yếu hơn nhỉ? Như ương, thế màu nó lại thấy khác sáng hơn nhỉ? Vâng, cái đấy là Vâng. tạch do bình. Đấy, còn đây là cụ Di Lặc. À, kia anh có cái kèn này. Vâng, đây là chiếc kèn bằng gỗ cẩm lai. À, gỗ cẩm lai, kèn saxophone đấy. Cái này là ông Mạnh Tuấn ông thích lắm ấy. Không biết ông ơi, đi biểu diễn ở bên châu Âu hồi chúng tôi xem ông ấy không biết dùng cái kèn này hay kèn nào không biết. Ông ấy thổi cái bài về quê. Đây là cụ Thọ Đào. Vâng. Cụ Thọ Đào râu tóc trán u biếu lên vì cụ sống thọ quá và ôm quả đào tiên. Trên đỉnh gậy của cụ vẫn còn có cái nậm rượu. Đấy, cuộc đời sống thọ mà khỏe và vẫn 125 vẫn bao nhiêu ạ? tuổi. 125 tuổi. 125 tuổi ạ. À, tuổi đó là tuổi của những người đạt cao nhất thế giới. Đây mấy tác phẩm bé bé nhỏ nhỏ này anh. Vâng, đây là quả dưa. À, quả Quả dưa. dưa. Vâng. Nồng nhũ hương nhé. Vâng. Thế còn tác phẩm này. Đây là cụ Di Đạt Ma, sĩ tổ. Một sĩ tổ. Cụ Đạt Ma. Đạt Ma. Vâng. Hay quá nhỉ. Thế còn đây. Đây là cụ Di Lặc gánh tiền. Cụ Di Lặc cánh tiền. Tiền và đào tiên. Trên đỉnh cụ Lưu Hương. Cũng gỗ lưu hương. Cao 1m6. Vâng. Đây là tác phẩm gì anh ơi? Dạ vâng, tác phẩm này chưa đặt tên nhưng mà nó bình nó ôm đá tự nhiên. À, tức là ôm cái viên đá màu đây là đá tự nhiên đấy ạ. Tự nhiên đấy. À, tức là khi mình khai thác đưa về thì nó đã ngậm viên Vâng. gỗ, nó ngậm trong rồi. Hay quá nhỉ. Vâng. Thế mới tuyệt vời. Đấy, bắt thấy cái hình ảnh đẹp không? Không phải bật anh ạ, anh đừng bật, bật nó quá, anh cứ để mức độ thế này máy của tôi nó tự điều chỉnh ánh sáng rồi, cho nên là đã full HD thì các góc của màn hình ánh sáng như nhau, không gian 4 chiều mà rất tuyệt vời. Đó, sang cái bước này anh. Đây là bức này bằng gỗ cẩm lai, gỗ cẩm lai. Vâng. Vâng. Kết à, cái vườn tích đào. tích của nó Kết nghĩa vườn đào. Kết nghĩa vườn đào. Dạ vâng. Vâng. À, để tôi cận cảnh Tam Quốc thì là đẹp quá nhỉ. Tích của Tam Quốc, tích của Tam Quốc diễn nghĩa. Bức này có đường kính là 1m6, dày 37 phân, bằng gỗ cẩm lai. Gỗ cẩm lai. Mặt đĩa của bức là 1m6, bề dày của bức tranh là 37 phân. 37 phân. Vâng. Ôi. Được hình của chiếc đĩa. Vâng. Đẹp quá. Còn bên này là mấy lọ bình. Vâng. Và một cái bức tranh gỗ lũa có con đại bàng phía trên. Để chúng ta cùng thưởng thức cái phía bên này có mấy bức tranh nữa là hết cái gian hàng phía ngoài.
Đây anh. Vâng. Đây là tác phẩm Ngũ Phúc. Ngũ Phúc. Vâng, của vâng. Ngũ Hương. Ngũ Phúc thì là có 5 nhân vật đây rồi. Vâng, 5. 1 2 3 4 5 bên kia. Bên kia 2 3, đúng rồi, đây. Là 5 là Ngũ Phúc. Mà bằng gỗ lũa nhưng mà chất gỗ hương. Gỗ hương, gỗ hương. À, tôi thấy cái chỗ này nó như là dòng suối nhỉ. Dạ vâng, đây này tượng trưng cho dòng thác đổ, dòng thác đổ từ trên vách xuống này. Vâng. Thế và có cây tùng và có các cái vân này nó như là vân mây ấy. Mây đẹp thế nhỉ, nó gần như kiểu trên núi cao. Đấy. Thế còn cái này, bức này anh. Vâng. Bằng gỗ lưu hương. Gỗ lưu hương. Dạ vâng. Bằng này bức phù điêu bằng gỗ gõ đỏ. Bức phù điêu bằng gỗ gõ đỏ. Dạ vâng. Vâng, cái nội dung là anh, nội dung bức tranh. Vâng. Anh bức gõ tầm. Gõ tầm giả hổ, đúng không ạ? Vâng. Vâng vâng. Đấy, thế mà tôi nói cũng đúng đấy. Tôi cứ thấy có một ông đấm vào con hổ thì tôi gọi là võ tòng đào hổ. Thế mà cũng đúng. Còn tác phẩm mình kia là chiếc mình là tác phẩm Chào Bình Minh. Đây ạ. Vâng. À. Trên cái màu gà, con gà như con gáy. À vâng vâng, đúng đấy. Cũng đá, cũng cầm đá. Cũng ngậm viên đá trong ấy. Bên này cũng có một tác phẩm giống màu đấy nhưng mà không phải, không phải Chào Bình Minh. Vâng. Nó chỉ là bình trà thôi. Vâng. Ôi cái bình trên này to quá nhỉ. Bình trên này bằng gỗ gì anh? Bằng gỗ hương ạ. Vâng. Và khi quay đến không gian này thì trước ống kính của Đỗ Sinh chúng ta có thấy một cái giấy chứng nhận của ông Trần Hữu Thuyết. Vâng, giấy chứng nhận do Hội Sinh vật Cảnh huyện Văn Giang chứng nhận ông Trần Hữu Thuyết có địa chỉ Nam Từ Liêm, Hà Nội, có tác phẩm tham gia triển lãm sinh vật cảnh huyện Văn Giang mở rộng lần thứ nhất năm 2017. Thế ông Trần Hữu Tuyết là ai? À, tên là của em anh à? Vâng. Vâng. Vì giới thiệu đây là gia đình nhà anh Long thì lại có cái tên ông Tuyết thì tôi phải hỏi thì. Tôi sợ là ông Long ông lại lấy của ai ông đem về đây. Vâng, thế cảm ơn anh nhá. Đây là cái video tôi chia sẻ với các bạn là toàn bộ không gian đồ gỗ mỹ nghệ của anh Long. Đó chỉ là một gian phía ngoài. Bây giờ sang video sau, Đỗ Sinh sẽ chia sẻ với các bạn một video nữa về đồ gỗ mỹ nghệ trong gia đình nhà anh.